Thực ra không phải sai, anh sai thì anh vô anh nằm ngủ mất rồi. Rồi đứng coi, uống không vô nữa. Không vô nữa. Mà vô thì sợ. Vô đứng kêu, có là cái gì ngỗng. Có bự có nhỏ. Chưa luôn. Rồi thêm lên rồi. Nóng nữa. 2 kg, đủ 2 kg. Đúng không? Đúng không gì hả? Không đen rồi. Năm ngoái lên ra con lại mình định là rừng ấy họ trồng sắn nữa hả? Họ được quyền tức là cái rừng này là giao họ để bảo vệ rồi. Đợt có bia và rượu. Đúng mấy giờ thì mới kết thúc? Dạ không nhớ. Không nhớ. Dạ cũng lần là ngày. Không để ý đến giờ. Để con là vợ đấy, vợ đi, vợ đi. Cao này nhỉ? Đây là tức là do cao thấp này do đất nó tốt hay không tốt đấy đúng không? Mình biến đổi kia à? Ừ. Cao thì nên là mình có cây trồng cao này chứ. Nên là thì 20 năm. Vừa. Đây trong rừng này mình trồng. À, tức là trong rừng gì? 20 năm. Đây là làm giống. Giống ấy. Cái này ít nhất là phải 70 hạt đấy. 70 hạt. Đây là đo 100% ạ. Đo 100%. Nhìn cái cây biết mà. Mà cái cây tốt nhất là cái có hai bậc cây. Có cái này với cái này. Hằng dưa lại đây cái này. Cái này không có. Cây đậu 100%. Ấy đâu rồi? Trong là đó là hồi xưa là cho đất hôm nay là có hết cho đâu có rồi, mục đích ở đây là để lấy giống là chính đúng không? Ừ, còn bán thì okay. Dạ không là nói chung là cái vườn này là vườn nuôi giống bằng đó đi lên xa đấy. Nguyên liệu là tích trong kia là vùng này là vùng nuôi giống. Công khai một tăng, đa là... một tăng này không còn đồ này ha. Cũng lại à? Thế như nào? Nó... để cho con chuột, cho con bọ gì đó ăn. Dạ vâng. Con là nếu mà mình bọ đi lòng ở ngoài là mình bảo vệ là... làm cho thế cũng được, nhưng mà là con em lại không làm thế. Em là lưới hết. Ví dụ là trong ô có cây là như là con chuột đều xuống đi. Em bà đó em che cho thế. Che cho thế. Khoai chuột. Ở đây thì anh em nó bảo là bị con chuột với con... chỉ là một chuột nó cắn, một chuột ở đây nó bọc chuột ở đây này, những cái hoa hồng ở bắc á, toàn bọc ở đấy để cho nó đứng á, cái nam như thế là chuột á, cái đó là ít nhất là
luôn đúng không? Kinh là thấy nhiều bằng ngon. 8 năm nhé. 8 năm đúng rồi. 8 năm. Cái này là 8 năm. Cái loại này là hoa được 40 ấy đây hả? Dạ, 40 hoa đấy hả? 40 hoa. Cái kia 70 hoa. Đây là cây thế này bằng đậu hạt. Mà cái lá đang đang sùng thế này là tốt. Nó tải là không ăn thua. Dạ. Nó yếu. Yếu, tải ra là nó yếu vẫn sùng đây nữa mà. Nói chung. Thì cho găng găng thôi. Thành ơi. Dạ dạ dạ. Vụ lớn nhất em ơi. Củ nó đẹp thế nào? Đó là tức là coi như là mình trồng nằm là không trồng đúng. Đứng rồi còn đâu hả? Là mình cho năm ngàn hết. Đó là năm ngàn kìa. Ở đây à. Cầm lên luôn nha. Làm bốc ốc cái đất kìa, thấy. Vũ. Đó. Hay. Nằm ha. Trong nam. Tức là tính tuổi như nào? Không, cái này ba củ một lạng. Nhưng mà tính tuổi như nào? Có tính không? Đây chỉ hăng là coi như là vậy là đây là mình trồng lại rồi chứ. Dạ vâng. Nhưng mà vẫn tính được tuổi chứ hả? Dạ có. Nhưng mà đây là một tuổi à? Hắn là coi như là có là năm nay là mọc lên trên này. Mà năm sau nếu mà không đổi trên này là mọc lên dưới. Là cái có thể là mắt là mình không đem được phải mắt. Không đem mắt. Mình đem cái mắt là coi như năm sau là mọc lên trên này. Là cái mắt là lên trên. Sau đó năm sau nữa có thể nếu bên này là mọc lên bên này nữa. Thì không có mấy cái đó. Ta mấy cái chỗ đó. Quy chỉ anh nhổ đi. Rồi, nhổ nhá. Lượng là xuống, lượng là xuống luôn, ngồi xuống đất luôn. Thế này là tuyệt vời. Đây của củ này hả? Ui, to lắm. To. Ui, rễ này nhưng mà. Nhiều rễ này mà đúng không? Tốt rồi. Thế gì là tốt à? Ui. Đây là năm sau là đậu hạt là nhiều lắm. Năm sau đậu hạt nhiều lắm. Đúng rồi. Năm nay qua dễ, năm sau là đậu hạt. Rồi cắt cái mầm này trồng xuống chứ. Tốt, dạ cũng tốt. Vô nhà cắt. Ui củ này to này. Củ này hai củ lạng này. To lắm. Hai củ lạng này, đúng rồi. Họ đi tiếp. Cái nấm á. Đúng rồi, nơi chuyển là em lê mấy cái yếu yếu này. Đúng rồi. Rồi là ngăn tả nữa. Rồi. Nhổ cái này nè. Nữa thôi nhá. Sâu đây là không ăn lá này. Con sâu. Con lá có sâu à? Ăn lá. Sâu nữa là sâu xăm luôn. Bỏ lát á. Ăn luôn nữa. Cái mùi thơm rồi. Cái này ăn. Cái này lá bữa nay ký một cái mấy? Năm ngoái triệu hai một ký. Năm ngoái triệu hai. Dạ. Ôi, củ to chưa? To.
Đấy. Đó. Con của to. Ui mẹ, hai con cục lạng. Hai con. À chập cái đi vô rồi. Ở đâu đâu. Chúng em mới thịt xuống đây thôi. Xuống này. Ừ. Anh giờ là con đi ăn là trầm xăm rồi đó anh. Nhổ cây lớn thôi thì chỉ nghiệm luôn á. Không có đúng không? Ít lắm. Ít thì chỉ một cây thôi. Để em đi tìm một cây lớn nè. Cái cây nó bị bệnh á. Em đi đi rồi. Em chỉ đi. Thâu khổ một quay nữa đi. Đi vô khoảng khoảng nhỏ mà được á, không cái nhỏ chỗ nào được từ đây các bạn bán ngoài cái này là giống như một đây đây. Mẹ quật ra. Come on, sit tight, sit tight. Thank you.
cắm cọc đó hả? Chết cậu à? Hai cửa lạnh đừng tay lạnh mình không chạy thôi. Anh đã không ba đứa nữa ra qua kia ra là ông mày đi với thầy bữa xa về ngồi xăng cho lên nhà nút rồi có buổi chiều hôm qua này chứ con trùng gì nó to kinh rồi quay người bà chị đưa rượu đen ra không chịu uống gặp cái câu đấy chạy vô bữa hai cha ra nút luôn nút luôn thì tao chứ má ngồi lại đi căng luôn cái này anh mua luôn. Chưa Năm ngoái làm ra con lại.